lễ cưới, nhiều luồng thông tin trái chiều đã ảnh hưởng tới Miu và chồng tương lai. Cho đến lễ vu quy vừa qua, nhìn những khoảnh khắc giữa mẹ chồng nàng dâu, nhiều người cũng đoán được mối quan hệ của cả hai. Sau hơn một năm gắn bó, Miu và Minh Đạt quyết định về chung một nhà. Lễ vu quy của bộ đôi diễn ra tại nhà riêng của cô dâu ở thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 23 tháng 6, thu hút sự chú ý của công chúng. Trong ngày vui, cô dâu chú rể diện áo dài cưới được thiết kế riêng, trang phục có màu đỏ chủ đạo với các họa tiết theo nổi, làm thủ công trong hơn một tháng. Chi tiết hoa trên áo dài được lấy cảm hứng từ hoa mơ, mang ý nghĩa về sự độc lập, kiên trì và thủy chung. Bên cạnh đó, thái độ của nhà chồng nữ diễn viên cũng gây tò mò, bởi trước đó có những thông tin cho rằng nhà thiếu gia Minh Đạt không chấp nhận nàng dâu là Miu, đặc biệt là khi bố mẹ chồng Miu không tham gia tiệc của cặp đôi ở Đà Lạt, càng khiến dân tình bàn tán xôn xao. Ngay sau đó, nữ diễn viên sinh năm 1989 đã lên tiếng đính chính, đó chỉ là buổi cầu hôn, tiệc tạm biệt độc thân mà cả hai dành cho những người bạn thân thiết. Dẫu vậy, vẫn có nhiều luồng thông tin trái chiều làm ảnh hưởng tới Miu và Minh Đạt. Tuy nhiên, những hành động nhà chồng Miu thể hiện trong lễ vu quy với nàng dâu đã nói lên tất cả, tiết lộ mối quan hệ giữa nàng dâu và nhà chồng. Cụ thể, trong lễ vu quy của hai con, mẹ chồng Miu xuất hiện với diện mạo phúc hậu quý phái. Bà ân cần dặn dò các con trong ngày trọng đại, liên tục có những hành động bày tỏ tình yêu thương đến con trai và con dâu. Cô dâu cũng được trao bộ trang sức kim cương giá trị từ mẹ chồng. Đáng chú ý, khi thực hiện nghi thức rước con dâu về căn biệt thự siêu to ở quận 7, thành phố Hồ Chí Minh, mẹ thiếu gia Minh Đạt đã đích thân ra cửa chào đón. Ngay khi vừa thấy Miu, bà chủ động nắm tay và nhẹ nhàng đưa con dâu đi vào cánh cửa hào môn. Đáng nói, trước khi bước vào trong, mẹ của Minh Đạt đã loay hoay tìm kiếm con trai với mục đích được nắm tay hai con cùng đi. Nhiều người cho rằng hành động của phu nhân nhựa Duy Tân thể hiện sự mong muốn song hành gắn bó và luôn luôn sánh đôi của con trai và con dâu trong chặng đường hôn nhân sắp tới. Từ việc tỉ mỉ đeo trang sức cho hai con, luôn vỗ tay chào đón khi Miu xuất hiện, đến việc tinh tế khi đưa con dâu mới về biệt thự, đã chứng minh mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu này không căng thẳng như những gì netizen đồn đoán. Bên cạnh đó, ông xã Miu cũng được gia đình nhà vợ yêu thương. Trong ngày vui của các con, mẹ ruột nữ diễn viên liên tục nở nụ cười hạnh phúc. Bà ân cần dắt tay con gái trao cho con rể rồi nắm tay hai con căn dặn, mong các con luôn yêu thương nhau. Sau lễ vu quy, lễ cưới của cả hai chính thức diễn ra vào ngày 29 tháng 6 tại một trung tâm hội nghị ở thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh. Cặp đôi đặt ra dress code cho khách mời là trắng và đen. Nói về chồng thiếu gia, Miu không ngại dành những lời có cánh cho bạn đời. Hạnh phúc không cần ồn ào, hạnh phúc nằm ở những điều thầm lặng chúng mình dành cho nhau mỗi ngày. Cảm ơn anh và cảm ơn sự yêu thương của hai bên gia đình đã nuôi dưỡng tình yêu của chúng mình một cách trọn vẹn và ngọt ngào nhất. Báo cáo ngắn gọn với cả nhà, chú rể kém mình 1 tuổi, độc thân và chưa từng lập gia đình. Sau kết hôn, Miu tiếp tục công việc làm giảng viên, song song đó theo đuổi nghệ thuật. Về chuyện sinh con, cô không áp lực, để mọi thứ thuận theo tự nhiên. Tôi vui vì chồng tôn trọng, ủng hộ các lựa chọn của vợ, Miu nói.